Hello, xin chào các đồng chí, chị và các bạn thân mến của Lợi Mình. Lợi Mình lại thêm một tập nữa. Mình sẽ giải thích để anh chị và các bạn thấy về vấn đề mà bầu cử của Mỹ đến giờ phút này. Mà một số anh chị và các bạn hỏi mình là nói là ai sẽ thắng, ông Trump có còn thắng không? Hiện nay thì anh chị và các bạn biết tình hình bầu cử ở Mỹ nó rất là hỗn độn. Rất là nhiều tiểu bang hiện nay, những cái nhóm mà nó phá hoại đó, nó đã chuẩn bị một cái cuộc gọi là bạo loạn, bạo động rất là kinh khủng. Theo như cái suy nghĩ của tôi đó, trong cái đợt bầu cử này hiện nay nó có một cái gì tiềm ẩn phía sau đó, là phía bên chính quyền nó làm cho ông Biden nhìn thắng để đặng mà nó chậm cái cuộc vận động, cái cuộc mà kiểm phiếu. Mà tôi ở trên đất Mỹ này mấy chục năm mà chưa bao giờ tôi thấy tình trạng này. Đây là một cái tình trạng rất là lạ. Theo như cái suy nghĩ riêng của tôi thôi nha, cá nhân thôi, thì tôi thấy rằng cái tình trạng này đó là để cho phía bên cơ quan nhà nước, bên quân đội và bên cảnh sát đó, họ chuẩn bị đương đầu với một cái cuộc gọi là nổi dậy, một cái cuộc bạo loạn trên toàn nước Mỹ để đặng mà họ sắp xếp. Thì theo tôi thấy đó, bên National Guard là bên bên vệ binh quốc gia đó, họ bắt đầu điều động và cho những cái sẵn sàng để đương đầu với cái cuộc bạo loạn. Cho nên rất là lạ, để Lợi Minh giải thích và Lợi Minh quay cái máy ra để chỉ giải thích cho anh chị em các bạn thấy. Trên cái thực tế anh chị em các bạn nhìn thấy hiện nay là ông Biden là người thắng, nhưng mà thực chất thì nó rất là ảo. Nó có thể turn over, là nó có thể đảo lộn tình thế. Bởi vì ngày hôm qua thì ông Trump về cử tri đoàn đó, ông thắng rất là mạnh. Sau đó bên đảng Dân Chủ nó thấy không ổn, nó dừng lại hết, tụi nó cho dừng lại hết, nó dừng lại hết để đặng mà nó gọi là nó kiểm phiếu. Các bạn biết thường thì những cuộc mà vận động bầu cử đó, trong một ngày đó là phải giải quyết xong, không có bao giờ nó để qua ngày hôm sau. Mà đây là một cái trường hợp mà tôi nói lần đầu tiên tôi thấy, mà cả một đêm thức dậy dân Mỹ họ bàng hoàng, rất là nhiều người họ rất là bàng hoàng. Họ nói hôm qua thấy ông Trump ổng dẫn đầu rất là cao, chào anh chị các bạn trong diễn đàn, mà tại sao hôm nay mình ngủ một đêm thức dậy thì nó đảo lộn với tình thế. Thì để tôi giải thích cho anh chị các bạn. Anh chị các bạn nhìn trên cái màn hình này gì, thì nó sẽ có hai cột. Cột bên này màu xanh là của ông Biden, là những tiểu bang mà ông hoàn toàn đã thắng rồi. Đấy, cột bên này là màu đỏ. Màu đỏ là nó bên đảng Cộng Hòa, màu xanh là nó bên đảng Dân Chủ. Thì bên này đảng mà cái màu đỏ đó, bên đảng Cộng Hòa, anh chị các bạn thấy đó, là những gì mà ông Trump ông đã hoàn toàn thắng. Những người nào hoàn toàn thắng thì nằm bên này. Những bên này, những người nào hoàn toàn thắng thì coi như là cái đó là 100% là không cãi được nữa. Còn bên này, chính giữa này là hiện nay các bạn biết truyền thông nó đang tìm cách nó lừa những người mà người dân, những người mà người ta không hiểu về những cái cuộc chơi. Nó làm cho ông Biden thắng rất là nhiều, nhưng mà nó không ship qua bên ông Biden, nó vẫn để nằm ở đây. Và những cái tiểu bang này nó vẫn có thể đảo ngược tình thế, nếu mà cái cuộc nó vẫn còn đang đếm phiếu anh chị các bạn. Nó vẫn còn đang đếm phiếu, và trong những cái này đó, những con số đó chênh lệch nhau rất là rần. Những con số cử tri đoàn đó, nó chênh lệch nhau rất là rần. Nó nằm ở trên đây, nó đây up for grab, là cái này nó có thể thay đổi. Anh chị các bạn thấy là nó có thể biến đổi trở thành của ông Trump. Mà đa số những cái màu xanh này đó, những cái màu xanh này hồi lúc hôm qua đó là nó thuộc về ông Trump, nó gần như là thuộc hết về bên ông Trump. Nhưng mà bữa nay nó lại nhảy qua bên ông Biden hết. Đây là có một cái điều gì đó nó không ổn lắm. Nó đang gọi là delay, nó đang làm cho cái cuộc vận động nó trì trệ, để đặng phía bên cơ quan chính quyền, quân đội và cảnh sát nó dàn xếp, nó để đặng mà nó xem coi về vấn đề có cái tình hình mà bất ổn như thế nào. Theo cái này cái suy nghĩ riêng của tôi thấy vậy đó. Bởi vì tôi theo dõi tin tức về cái mặt mà hiện nay ai cũng chăm chú vô, họ theo dõi vấn đề bầu cử thôi, họ không có theo dõi những cái tin tức khác. Các anh chị các bạn, tôi theo dõi những cái tin tức khác á, thì nó đưa tin là những cái nhóm bạo động nó đã bắt đầu kéo về ở tại Washington DC, là thủ đô của nước Mỹ, và nó kéo về đó rất là đông, và nó đã kéo về những cái tiểu bang mà thuộc ở bên miền 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 đông đó,
để đặng nó chuẩn bị cho một cái cuộc gọi là tàn phá, đập và chém giết. Thì cái cuộc bầu cử này nếu mà không, nếu mà phía cơ quan nhà nước Mỹ đó nó mà không thận trọng thì sẽ có thể là xảy ra những cuộc đổ máu rất là khủng khiếp, nó sẽ bắn giết nhau. Từ hôm qua đến hôm nay các bạn biết tôi xem truyền thông mặt trái, cái mặt trái bên cái phía mà bên bầu cử đó thì nó đã có giết chết nhau cũng khá nhiều chứ không phải là ít. Nhưng mà nó không có, nó không, người ta bây giờ ai cũng chú tâm vô vấn đề bầu cử thôi, và họ không có chú tâm vào cái vấn đề mà vấn nạn của xã hội bên ngoài. Thì tại vì tôi thì nói chung mình làm ăn thì mình phải để ý những cái sự việc gì, biến cố gì nó xảy ra để đặng mà mình không có bị vướng vào trong cái hố sâu đó. Bạn bạn đừng nghĩ là sang Mỹ này là mình lúc nào cũng tự tin vào trong cái cơ chế chính quyền là chết đấy, chứ không phải giỡn đâu. Có nhiều người nhảy lầu cũng chỉ vì mà tin tưởng vào cái cơ chế, cái hệ thống pháp luật. Cho nên phải cẩn thận khi mà sống ở Mỹ. Anh chị các bạn biết có nhiều người họ đến Mỹ họ không biết tiếng Anh hay là họ không hiểu về cái văn hóa xã hội Hoa Kỳ đó. Họ đi ra đường họ gặp những sự cố. Tại vì hồi xưa khi mà tôi bước sang Mỹ các bạn biết tôi phải đi học về cái cuộc sống xã hội nước Mỹ để đặng mà mình đến mình không có bị sốc đó. Thì rồi sau này nó không còn những cái chương trình đó nữa. Cho nên rất là nguy hiểm chứ không phải giỡn đâu. Các bạn thấy không, cái những cái tiểu bang này nè. Đây. Nó vẫn nằm ở đây, nằm ở chính giữa. Cái này à, còn mấy cái đỏ này của ông Trump là ông thắng rất là mạnh rồi, nhưng mà nó không tuyên bố vào ông. Nó chơi vậy đó. Nó không tuyên bố vào ông, nó để vậy đó. Các bạn thấy không, nó trên là con số rất là lớn. 45 53, ông Trump 53, ông Biden 45%. Cái cử tri đoàn, tại vì cái cử tri đoàn là người dân họ đi bầu cho cử tri đoàn, bầu cho cái đảng của từng tiểu bang, và cái đảng cái cử tri đoàn là cái đảng hello, xin lỗi mình bị điện thoại. Các bạn biết cái cử tri đảng á, nó mới quyết định ai làm tổng thống. Đấy. Nó vẫn còn rất là nhiều, cho nên hiện nay thì dư luận nó làm cho người ta nghĩ là ông Biden thắng. Nhưng mà các bạn thấy những con số không? Đấy con này 49.6 và đây 48.9, nó xê dịch nhau rất là nhỏ, thành ra trong đây nè nó có những cái sự gian lận. Chứ bởi vì những cái lá phiếu khó khi nào mà nó trên lệnh, nó gần nhau như vậy lắm, nó có cái vấn đề đó. Mà hôm qua là những cái tiểu bang này và những cái tiểu bang mà màu xanh bây giờ đó, hôm qua là nó nằm về ông Trump rất là lớn, cái con số trên lệch nhau lớn khủng khiếp. Tới phía nó vẫn còn, sau lúc đó nó thấy là không không ổn rồi, nó ngừng hết đấy. Thành ra nó còn nhiều là nhiều chuyện lắm. Bởi vì bây giờ bên phía ông Trump luật sư nó sẽ đem ra những cái chuyện này để đặng mà nó sẽ đòi recall cái cuộc bầu cử lại, những cái tiểu bang lại điểm lại. Bởi vì có gian lận nó sẽ cho người của tòa án xuống điểm điểm phiếu lại. Các bạn thấy những con số nó gần 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 với nhau. Và khi cái này là ông Trump đã thắng rồi mà nó cũng không tuyên bố đấy. Ông Trump ổng đã nằm ở ổng đã thắng, cái cử tri đoàn của ổng đã đạt tới 51%, mà trong khi đó ông 51.6, mà trong khi đó ông Biden chỉ có 47.3 thôi, mà nó không không thông báo cho ông Trump thắng. Các bạn thấy không, nó đang chơi ông Trump, nó đang có những cái mà gọi là khúc mắc đằng sau. Và ngay cả hồi nãy nếu mà anh chị các bạn xem tin tức hiện nay, ông Biden ổng chưa dám ổng nói thì ổng đang giữ cái phiếu cao, nhưng mà ổng không có declare, là ổng không có tuyên bố ổng là người thắng trong lúc này. Thành ra nó còn rất là nhiều lắm. Khi nào mà hai cái này mà nó không còn nữa đó, nó nằm hai bên này thì anh chị em các bạn mới mới thấy là ai thắng ai thua. Cho nên còn trong cái chỗ này là nó đang bị một cái cloud ở đây và một cái khúc mắc ở đây, anh chị em các bạn thấy không, đây rất là lớn. Những cái tiểu bang này ông Trump thắng đậm luôn, là những cái cử tri đoàn của ông rất là mạnh, mà nó không tuyên bố, nó để ông nằm ở con số nhỏ vậy đó, nó chơi vậy đó. Mà ông Biden cứ dẫn đầu âm 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 lên đấy. Thành ra anh chị các bạn hiểu về vấn đề mà cái con số nó đang nằm như thế nào. Các bạn anh chị các bạn thấy không, đó, trong khi đó ông Trump 214 cái nằm hoài đó, còn ông này cứ tăng 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 lên.
Hồi hôm qua ông đã đứng khựng ở 232 rồi, là bắt đầu bên ông Trump ông cũng nằm rất có số ít, mà những cái tiểu bang mà ông dẫn đầu rất là nhiều, mà cuối cùng cái tụi truyền thông đó nó chơi, nó làm, nó chơi cái cách gì không biết nữa. Một thằng thì báo cáo là ông Trump thắng, mà trong khi đó những cái lá phiếu đó chưa dồn, chưa đếm hết nữa. Chẳng hạn như Arizona, anh chị các bạn thấy Arizona này nó đếm mất có 84% mà nó tuyên bố ông Biden thắng, anh các bạn thấy không? Mà con số nó chênh lệch nhau không lớn lắm đấy, nó không chênh lệch nhau lớn lớn lắm, mà trong khi con những con số như vậy nè, như 90, nó đã đếm 97% rồi mà ông Trump đã thắng trên 50, đã thắng 50 rồi, mà ông kia còn nằm tụt ở 48.8 mà nó cũng không tuyên bố ổng đấy. Thành ra vấn đề mà hiện nay nó còn phức tạp lắm, nó còn rất là nhiều những cái chuyện phía đằng sau nữa. Bây giờ chính trị Mỹ hiện nay nó cực kỳ hỗn độn, chứ không phải giống như anh chị các bạn nghĩ. Có nhiều khi anh chị các bạn hỏi tôi Trump thắng hay thua đó, thì hiện nay theo cái như tôi á, thì ông là người thắng, ông người thắng, tại vì bên bên dưới Cộng hòa nó đã chuẩn bị sẵn, nó đưa cái người mà tối cao pháp viện vào trong cái tòa án tối cao pháp viện, là người quyết định ai là làm tổng thống đó. Nó đã nắm những cái ghế, những cái mà phe của nó đông hơn phe dân chủ, cho nên cái điều này mà đảng dân chủ nó đã tính trước, nó sẽ lật lọng, nó sẽ lừa đảo cái cuộc bầu cử này, và nó sẽ dùng cái quyền phủ quyết của nó để nó phán quyết ai làm tổng thống, và nếu mà nó thắng cử nó sẽ viết lại lịch sử Mỹ. Khủng khiếp lắm chứ không phải giỡn đâu. Tôi nói chỉ các bạn tình hình nước Mỹ hiện nay. Nói chung nước Mỹ, chuyện của tụi nó mình chỉ tìm hiểu để mình biết, tại vì nhất là mình khi mình làm ăn với Mỹ, Việt Nam mình cũng vậy anh chị các bạn. Nhiều khi anh chị các bạn lên nói là chuyện của ông Mỹ bàn chi này nọ, tại bây giờ là thế giới phẳng rồi. Người dân Việt Nam của mình hiện nay làm ăn với Mỹ cũng rất là nhiều. Anh chị các bạn nên nhớ những cái mặt hàng sản phẩm của mình với lại những cái sàn chứng khoán dao động của Việt Nam mình đó. Anh chị em các bạn đừng quên nhé, mình đang giao dịch ở tại New York rất là lớn chứ không phải đất đâu. Tôi theo dõi rất là kỹ gần đây đó, các bạn biết cái thị trường của nhiều quốc gia, nhiều cộng đồng trên thế giới đó, ở ở Mỹ đó, họ giao dịch te tua tơi bời ba lá, nhưng mà tôi theo dõi cái thị trường của Việt Nam mình đó. Tôi nói anh chị các bạn, nó cứ lên từ từ, bởi vì khi mà mình giao dịch những cái một cái thị trường chứng khoán của Mỹ, ở mình giao dịch, mình bán buôn ở trên đó đó, là để mình tìm cái nguồn sản phẩm của mình đi ra nước ngoài, và mình đưa cái sản phẩm của mình lên tốt, giới thiệu cho nước ngoài, thì các bạn thấy nó lên từ từ, tuyệt vời lắm chứ không phải giỡn đâu. Thành ra anh chị em các bạn mình bỏ bớt, mình đừng, thế giới bây giờ là thế giới phẳng, quyền lợi quốc gia là trên hết. Mình làm ăn, tại vì tôi đầu tư ở bên bất động sản và ngay cả chứng khoán nữa, cho nên tôi theo dõi rất là kỹ. Mình phải theo dõi để mình biết coi đồng tiền của mình bỏ vô nó đi đâu, các bạn biết chứ, đâu phải là muốn đầu tư làm ăn là cứ nhảy ra rồi làm đâu. Những cái chứng khoán của Việt Nam mình mà giao dịch ở New York, ở bên Mỹ mà có những cái chuyển vọng gì đó, thì anh chị các bạn nghĩ đi, công ăn việc làm, đời sống của người dân của mình tốt hơn, mình sẽ có nhiều công ăn việc làm hơn. Thì đó là điều đáng mừng thôi, chứ còn bây giờ mình ngồi đó mình thù Mỹ, thù Trung Quốc, thù thằng này thằng nọ, đâu có làm được cái gì đâu anh chị các bạn. Thời buổi giờ cái đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn thôi, cái làm sao là chính sách của nhà nước Việt Nam ngoại giao để tìm ra một cái nguồn lợi cho quê hương. Các bạn thấy tôi giao dịch ở trên chứng khoán đâu phải là ít đâu, cái số tiền 629.000 đô, cho nên mình phải thận trọng khi đồng tiền mình bỏ qua. Đây là chỉ một tài khoản thôi đó, có hôm tôi gớt vài trăm ngàn là chuyện bình thường, nhưng mấy hôm nay nó nhảy lại thì mình lụm lại. Đây đây là một tài khoản khác nữa, 415.000, bữa nay rớt
mất 6.000, bữa nay là rất 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 ít đó. Các bạn thấy mình làm ăn mà, thấy không, những cái màu đỏ là mình bị thua, nhưng mà mình đã thắng rồi. Bởi vì mình làm ăn thì mình phải theo dõi cái chính trị, mình phải theo dõi cái xã hội. Thằng Mỹ nó là cái quốc gia gọi là đầu tàu toàn cầu của thế giới ngày hôm nay. Hiện nay dân của mình đang làm chủ nước Mỹ, cho nên mình cũng không muốn gây hấn với ai cả. Mình phải sống theo chủ trương của nhà nước Việt Nam là sống trong hòa bình, anh chị em các bạn. Mình để tìm đi tìm cái nguồn lợi về cho quốc gia, cho tổ quốc của mình, chứ không phải lên trên này rồi mình cuồng Mỹ hay là gây ra sự oán thù với Mỹ hay là Trung Quốc. Bất cứ như là mình chỉ chống lại những cái chính sách thô bạo của Mỹ, của Trung Quốc mà họ xen vào trong cái nội bộ của Việt Nam và họ gây tổn hại đến an nguy quốc gia thôi. Điều đó là chính. Còn chúng ta là những người dân, mình phải có những sự sáng tạo để xây dựng đất nước. Tại mỗi chúng ta là một một phần của tổ quốc, chúng ta cần phải có những cái tâm. Chứ còn chiến tranh mất mát thì nó đã qua rồi. Tôi nói anh chị các bạn, trong chiến tranh không phải chỉ có một số những người có gia đình hy sinh. Ngay cả ngày xưa ba tôi cũng bị Việt Nam Cộng Hòa nó bắt, nó tra tấn ổng, chứ đâu phải là chỉ có một số các bạn không đâu. Rất là nhiều người có mỗi hoàn cảnh khác nhau. Ngay cả cái đám chống, cái đám mà ba que nó từng trù dập tôi, nó giết tôi không biết bao nhiêu lần mới giết không được. Thôi thì tôi like tới đây để anh chị các bạn thấy rằng cái vấn đề mà Việt Nam mình ngày hôm nay và vấn đề bầu cử, để mình hiểu được cái chính sách và đường lối của Đảng và nhà nước Việt Nam đang lái cái con thuyền vận mệnh đất nước của mình ngày càng tốt hơn. Đó là cái điều chính anh chị các bạn. Nhiều khi tôi thấy anh chị các bạn còn mang trong lòng những cái gọi là căm hận thì bỏ bớt cho nó thoải mái. Miễn sao quê hương của mình ngày càng phát triển, nhà nhà người người ăn nên làm ra. Mới nay các bạn sẽ thấy trên đường phố Việt Nam sẽ không còn những chiếc xe máy, nó sẽ vắng vẻ đi, và những chiếc xe ô tô đường xá ngày càng được mở rộng, hạ tầng cơ sở ngày càng được nâng cấp. Người dân sao từ từ các bạn thấy dân Việt Nam mình bây giờ là đi xe hơi, xe ô tô là chuyện bình thường, họ có thể mua sắm rất là dễ dàng. Xe hơi bữa nay Việt Nam, xe ô tô Việt Nam bữa nay rẻ rề. Nếu mà mua xe mà góp một hai đời chừng 200 triệu, 300 triệu, 200 triệu thôi, hay gì họ mua chiếc SH, các bạn thấy xe bây giờ nó rẻ rề rớt chừng hai đời, nó rớt chừng 2 năm, 3 năm thôi, 200 triệu, 200 mấy triệu. Những cái tầng lớp sau này nó ra trường, nó đi học, nó làm và nó có được cuộc sống ổn định, nó có nhà, có cửa. Đó là những cái gì mà mình muốn nhìn thấy quê hương của mình ngày càng một phát triển, đổi mới, tốt đẹp hơn. Nó không phải giống như cái đám chống cộng, thổ tả ô hợp mà nó cứ tìm mọi cách, nó xuyên tạc, nó chống phá, nó muốn làm hại đất nước của mình. Các bạn thấy, thôi thì là mình like tới đây. Xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Bye bye, bye bye, bye bye.